Dưới cơn thịnh nộ của bão số 3, miền Bắc như một bức tranh ám đạm, hàng ngàn ngôi nhà đổ sập, ruộng đồng ngập chìm và những con người gồng mình chống chọi với thiên tai. Trong số những người chịu ảnh hưởng nặng nề, không thể không kể đến các tiệm điện thợ điện, cửa hàng họ bị tàn phá, hàng hóa hư hỏng, sinh kế bấp bênh. Nhiều em học sinh phải tạm hoãn việc học do ảnh hưởng của bão lũ gây ra. Trước cảnh tượng đau lòng ấy, Điện Quang đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng với mong muốn chia sẻ và động viên con em gia đình tiệm điện thợ điện vượt qua bão lũ sớm ngày trở lại cuộc sống bình thường. Nghĩ là làm, đại diện Điện Quang khu vực miền Bắc đã đến thăm và trao tặng những suất học bổng cho các em học sinh là con em của tiệm điện thợ điện bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Những phần quà này không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất mà còn mang đến niềm động viên, tinh thần lớn cho các em và gia đình, giúp các em có thêm động lực tiếp tục đến trường. Điện Quang xin chân thành cảm ơn quý nhà phân phối, đối tác, khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng chương trình. Trong tương lai, Điện Quang sẽ tiếp tục thực hiện những chương trình ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng Điện Quang, nhà phân phối, tiệm điện và thợ điện trên cả nước, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.